Và cái quan trọng hơn là trong cái định hướng lớn về chính sách của ngân hàng nhà nước thì chúng ta đã thấy là nếu mà tổng thể về chính sách của đất nước thì trước hết là về cái luật bảo vệ môi trường của Việt Nam đã ban hành, và các cái ngành kinh tế cần phải thực hiện những cái câu chuyện này, trong đó có ngành ngân hàng. Thế còn ngành ngân hàng Việt Nam thì trong chức năng nhiệm vụ của mình như luật ngân hàng nhà nước hoặc luật các tín dụng thì khi anh cung ứng lớn cái tín dụng cho nền kinh tế, tức là cái kênh tín dụng là cái kênh chủ yếu cung ứng vốn cho nền kinh tế, tới hiện nay dư nợ khoảng 130% GDP, thì đương nhiên nó sẽ đóng cái vai trò rất quan trọng trong việc mà phát triển xanh và hướng đến phát triển bền vững của Việt Nam. Còn phía chính sách cũng như chủ trương của ngân hàng nước thì rất là rõ ràng, cụ thể là thống đốc đã có cái chỉ thị 3, rồi có cái chương trình hành động số 1522, cái quyết định 1522 để hướng tất cả cái hoạt động ngành ngân hàng đến cái việc mà phát triển xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Còn cụ thể cái hành lang pháp lý thì cũng sẽ từng bước lồng ghép trong cái quá trình mà coi như là các ngân hàng cần phải duy trì cái chính sách này. Ví dụ như là cái thông tư 39 về cho vay vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, trong đó có một cái khoản 1 điều 4 đã nói rõ là thẩm định theo các quy định pháp luật trong và cả pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như là cái chương trình như hôm nay chúng tôi trình bày, đó là cái bản đề án phát triển ngân hàng xanh của Việt Nam.